Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 40. Mỗi ngày chúng ta khuyên nhau niệm Phật. Sống mà nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là một lối sống hướng thượng và một lối sống rất là an lạc vui vẻ. Vì nhớ, đa phần con người chúng ta bị khổ tâm cho cái ngày mai, thường cứ lo cho những việc chưa đến ý vị. Nên Đức Phật mới nhắc mình là an vui cùng hiện tại thì hạnh phúc mãi bên ta. Hiện tại là giờ này ngày nay, an vui trong cái hiện tại này thì hạnh phúc mãi bên ta. Vì ngày nay mình được vui, mình được an lạc, mình tự tại, thì cái năng lượng đó, nó kéo dài cho tới ngày mai. Thì cứ hết tháng rồi, hết năm, hết đời thì lúc nào cũng hạnh phúc mãi bên ta. Nhưng con người ta thường là khổ cho cái ngày mai, lo cho cái ngày mai, bận tâm cho cái ngày mai. Có những người ta nói những câu cũng rất đúng, mà nó đúng được phân nửa. Đừng bị những cái vĩ vãng đã qua làm mình phải đau khổ, mà hãy nghĩ tương lai của ngày mai. Nó chỉ đúng được phân nửa. Là đừng nghĩ tới vĩ vãng đã qua làm mình đau khổ, nhưng người ta lại bị dính của cái ngày mai nữa. Còn trong Phật Pháp thì dạy rất hay. Phật dạy mình là an vui cùng cái hiện tại này nè, thì hạnh phúc mãi bên ta. Là giờ này hiện tại chúng ta sống vui vẻ tự tại. Thì nhớ cái câu nụ cười giúp chúng ta thắng được đau khổ. Đa phần con người đau khổ không có nụ cười, mà phát lên nụ cười là giúp cho chúng ta thắng được sự đau khổ. Khi quý vị không vừa lòng, không vừa ý một việc gì đó thì quý vị sẽ không cười nổi, thì sự khổ đau đó nó sẽ câu thúc luôn quý vị. Nhưng nếu quý vị mỗi ngày sống an lạc, sống có nụ cười, thì nụ cười sẽ thắng sự đau khổ, và niềm vui có thể hướng chúng ta đến một tương lai tốt đẹp. Mà niềm vui trong Phật Pháp, trong Pháp vị, niềm vui khi làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, chúng ta phải phát lên một cái tầm vóc hướng đến lợi ích cho nhân sinh giải thoát. Tại vì tâm mình giải thoát quý vị, nên mình không có nặng nề với những sự trói buộc trong cuộc đời này. Có người dùng đủ thứ thủ đoạn để đến với nhau, ta thì mỗi ngày sống rất tự tại, vui vẻ, không có gì phải nặng nề. Có nhiều người hỏi như Đức, thầy lo nhiều việc gì, thầy có bị nặng đầu óc, nhức đầu không? Như Đức nói không. Nếu như Đức nặng đầu óc và nhức đầu, như Đức sẽ không làm những việc này. Vì sao như Đức mỗi ngày không bị nhức đầu? Là vì bản thân như Đức có chuyện thì cứ làm. Tất cả những việc này ý nghĩa trong cuộc đời, như Đức cứ làm. Như hôm qua Chủ Nhật, từ sáng thức dậy 2 giờ mấy, làm việc luôn suốt, suốt luôn quý vị, cho tới hôm qua Chủ Nhật là làm việc cho suốt luôn tới 10 giờ tối.
từ 2 giờ mấy buổi sáng cho tới 10 giờ tối suốt luôn, buổi trưa không ngủ luôn. Mà lúc nào người cũng cảm giác có năng lượng. Vì sao? Vì tất cả những việc những Đức làm những vì người nên những Đức sống rất là vui. Và những Đức không có mang một cái gánh nặng gì trong tâm những Đức. Tất cả những gì những Đức làm được, những Đức sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Thành bại tùy duyên. Toàn là vì người không quý vị. Nên những Đức từng đọc cái câu: phải sống sao cho thật ý nghĩa để buổi ra đi nở nụ cười. Cái câu của Tào Tháo nói: nếu mà để vào con người ích kỷ thì thành ích kỷ, mà để vào chỗ giải thoát thì là giải thoát. Tào Tháo nói một câu rằng: mình mà không vì mình thì trời chu đất diệt. Bây giờ trong Phật Pháp chúng ta lý giải câu này: chúng ta mỗi ngày khổ đau vì người mà khổ đau, việc này quý vị thấy có đúng không? Vì người mà không khổ đau thì mới đúng. Vì người mà khổ đau làm sao giúp người được mà vì người. Mình không vì mình thì trời chu đất diệt. Bản thân mình không vui, không an lạc, không tự tại, đem cái gì cho người ta? Bản thân mình không có ăn, lấy gì cho người ta có ăn? Nên bản thân mình mà không vì bản thân mình đi nặng nề khổ đau với những tác động người khác thì phải là mình quá ngu si không quý vị? Nên mình vì mình nên mình đừng bị những cái tác động chửi rủa, mắng nhiếc của người ta làm mình đau khổ. Chúng ta đều có miệng, mỗi một con người cần thiết nói thì nói, còn không cần nói thì thôi, không cần gì phải ấm ức và đau khổ cả. Vì mình là người học Phật tin sâu nhân quả, nên mỗi ngày chúng ta niệm câu Phật hiệu là tin sâu nhân quả. Chúng ta ai cũng có cái miệng, ai cũng có khối óc. Nếu cần nói mà thấy phù hợp mà giải quyết được thì nói, còn không cần nói vì nói không giải quyết được thì khỏi nói. Chúng ta cũng không cần ấm ức, không cần nặng nề, không cần rầu rĩ. Vì người không vì người, trời chu đất diệt. Mình không vì mình, trời chu đất diệt. Bản thân mình vì mình sống phải làm sao an lạc tự tại. Mình học Phật như vậy, người ta nhìn mình người ta muốn học theo. Như bản thân nhà Đức không vui, không an lạc, làm sao những chia sẻ Phật Pháp cho Phật tử nghe? Không vui, không an lạc, làm sao chia sẻ Phật Pháp cho Phật tử nghe? Thì ngồi suy nghĩ đi. Thí dụ như có cái cô đó từ bên Mỹ, cô đem về cộng chuỗi nhỏ xíu vậy nè, 3-4 cộng cô tặng như này, như Đức lấy ra đeo. Người ta có công mua thì như Đức đeo. Chuỗi nhỏ xíu nó cũng đẹp. Chuỗi này thì ngồi giảng bản áo này thì được, y thì không được vì y nó bự quá, chuỗi này quá nhỏ, nhưng rất là đẹp. Cái tâm tùy hỷ, cái tâm quan hỷ. Nên ai mà mua cho những Đức một món đồ mà sử dụng cho công chúng thì những Đức sử dụng liền. Từ khi là mua không phù hợp thì thôi. Có mấy cô Phật tử này, con nghe thầy giảng, con á ở bên nước ngoài về con mua tặng cho thầy chai dầu thơm. Những Đức đi giảng, những Đức xịt cho người cái kể, đi ngang người ta thấy thơm cái người ta cũng thích, người ta tặng cho mình dùng phù hợp cho người khác được có mùi thơm chút xíu, không có gì nặng nề cả. Có cô kia cô hỏi những Đức: dạ thưa thầy, từ đó giờ lâu lắm rồi con cũng biết thực mỗi tháng 16 hay gì đó, mà con nghe thầy giảng, con xin hỏi thầy, bây giờ con có nghĩ cúng, con nghĩ cúng được hay không? Như Đức nói từ đó giờ cô cúng đến thực rất là lâu rồi, mà cũng bình thường khi cô cúng thì cô cũng nói vài lời giảng dạy về vô thường Phật Pháp cô nghe được, thì cô cúng được thì cô cứ cúng thôi, không có chuyện gì xảy ra thì bình thường cứ cúng, không có gì. Còn những người mà đó giờ không có cúng thì thôi đừng đụng vô. Còn nếu hồi đó giờ mình cúng mà ổn định bình thường, nhớ kỹ, ví dụ như mình cúng nếu thật, mình chỉ là chân thật từ tấm lòng mình cúng, đừng có dính tới phần âm, đừng có dính dáng tới phần âm. Hồi đó những Đức có một người bạn đồng tu quen, ông này ông ưa cúng nếu thật nhưng ông dính tới phần âm. Ông ưa thấy khi ông cúng nếu thật
Hương Linh được Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn nhiều lắm. Như Đức nói ông đừng nói mấy điều này, ông nói mấy điều này lâu ngày tâm tư ông sẽ không bình thường đâu. Đừng có bao giờ thấy những điều đó, đừng để ý những điều đó. Cứ có cái tâm cúng người ta thì cúng cho người ta, đừng quan tâm đến những việc đó, đừng đặt vấn đề việc đó. Thấy cũng đừng nên nói gì hết, im luôn, không cần quan tâm tới. Thì tự nhiên ông sẽ làm bình thường. Nếu không bị ma dữ phát cuồng. Nên bản thân mình cúng cho người ta là tấm lòng hết lòng. Còn người ta nhận được, nhận không nhận được, chuyện tùy duyên mình, bản thân mình. Cứ làm tròn trách nhiệm mình thôi, hết lòng hết dạ. Khi trước khi cúng, nói vài lời. Giống như khuyên người ta để tu tập. Buông xuống tâm hận thù đòi nợ. Mà chính cái tâm mình vậy mình mới khuyên ta được. Còn cái tâm mình hận thù, báo thù, khuyên người ta sao được. Hiểu không? Đó là cái việc quý vị nhận thức. Còn cúng bình thường thì cứ cúng không sao. Rồi có một cô có hỏi Đức, dạ thưa thầy, trong giới lực dạy gặp chư tăng chư ni, mình khi muốn xá chào mình đứng ở dưới mình xá chào, chứ mình đứng trên cao chư tăng chư ni mình xá chào xuống thì bị tổ phước đức. Thì giới lực dạy vậy thì mình đứng dưới thấp mình xá chào. Còn nếu như mình đang làm việc gì mình đứng trên cao mà bất chợt chư tăng chư ni ngang thì mình chắp tay vậy thôi, chắp tay vậy bằng tâm cung kính, chắp tay cúi đầu vậy thôi được rồi. Quan trọng là tâm mình cung kính. Tại sao cái gì cũng đặt vấn đề tội với cho người ta? Nên quý vị nhớ rằng học Phật á, là tự tâm. Đã là tâm mình có sự thành kính bất chợt công việc. Thí dụ như bây giờ quý vị đang làm lu bu, quý vị đang cầm dao, cầm xuống, cầm len gì, đang cứu đắc, quý vị gặp quý thầy đi ngang, bất chợt đi ngang. Mình gặp, mình đang cầm gì sao mình buông xuống. Bất chợt quá mình đang cầm gì thì quý vị gật đầu. Nam mô Di Đà Phật, con chào thầy. Rồi được rồi, chứ đừng có cầm cái sạn, cái giá, hay cầm cái đâu đũa, hay cầm cái búa gì dở lên búa xuống, đừng có gì. Mà mình cầm bình thường đang cầm bất chợt gì, phải chi từ xa mình gặp thì mình thấy thì mình có thể buông con món đồ nó xuống, mình chắp tay kính lễ. Còn nếu như mình đang làm bất chợt gì, đang cầm đồ bất chợt gì thì mình gặp, nam mô Di Đà Phật, con chào thầy, nam mô Di Đà Phật, con chào sư cô, bình thường thôi. Nên mình học Phật pháp làm sao mà nó có khai duyên, chúng ta mới nhận thức sâu sắc. Đừng có đặt vấn đề cao quá trong cái thời cuộc bây giờ. Thời cuộc bây giờ mình đặt vấn đề cao quá người ta không dám học Phật luôn quý vị, không dám học Phật luôn đó. Nên cái quan trọng là từ tâm mình nè, tâm mình thành kính. Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Hòa Thượng không hề giảng gầy người, mắng người, la gầy người, chửi người mà duy người là thiện, vuốt ve người, nói ngọt với người mà thủ đoạn với người là ác. Quý vị xem lại cái tâm quý vị, thiện hay ác lại cái tâm quý vị. Còn những gì mình nói người ta mà người ta không vừa bụng thì thôi đừng nói nữa. Mình khuyên người ta mà người ta vẫn không nghe, ta cự ly mình thì đừng có khuyên. Mình cũng vì người ta mà lại người không đủ duyên thì mình đừng có làm phan duyên. Phan duyên là cũng ác đó, cũng tội nữa. Tại vì mình phan duyên, tội là gì? Tội nghiệp là gì? Cái nghiệp là cái quay lại. Người ta đã không vừa bụng mà mình đi phan duyên là không tốt. Hiểu không? Giống như Đức ở chùa chỉ chia sẻ Phật pháp thôi. Có cái anh đó, ảnh bình luận, anh nói một câu với Như Đức: thầy này chỉ có giảng ở chùa Đại Tùng Lâm, chùa Hộ Pháp thôi. Nhiều đó cũng Như Đức cũng khô hơn cạn tiếng rồi, giờ đi đâu nữa giờ? Bây giờ có mời Như Đức cũng không đi. Có nhiều Phật tử cũng đủ Như Đức đi nước ngoài cũng có nữa. Đi Hà Nội cũng có nữa. Miền Tây cũng có, quá trời luôn. Nhưng mà Đại Tùng Lâm với Hộ Pháp thôi, những Đức cũng khôn hơn cạn tiếng rồi. Anh nói đúng. Tôi chỉ giảng bao nhiêu để thôi cũng đủ vang danh thiên hạ. Đi đâu nữa bây giờ? Tôi còn muốn ở yên một nơi mà. Ý nói là giảng vui quá, cười giỡn quá, thiếu oai nghi này kia được. Mình làm được quan nghi mình cứ làm đi. Trong cái thời cuộc này giúp cho người ta được cười vui một chút là mình cảm thấy mừng rồi. Cuộc đời người ta bây giờ đang nặng nề mỗi ngày. Thời tiết thì nóng bức, nước nôi có khi hạn hán cái này hoài, giếng nước có khi nó cũng bị ít bớt nước đi. Có người bây giờ có nụ cười, có niềm vui một chút cho quả địa cầu này nó mát lại một chút. Quý vị nói ai cũng nói chuyện cho người khác cười được sao? Đúng không? Thì nói ai cũng nói chuyện với người khác cười được hả? Chính bản thân quý vị đi nói chuyện cho người ta cười có dễ không?
Nhưng quý vị mà nói chuyện với người ta vui cười là quý vị có duyên có phước liền, không nói dòng gió chứ. Bản thân mình không làm được thì bản thân của mình phải nhận thức sâu sắc. Đúng không? Nhân đức đã nói rồi, cái tâm nhân đức thích ở nơi không đi đâu chứ. Đưa cái cờ càng cao, cái cờ A Di Đà Phật cao lên. Thì nhiều người tập trung về, bây giờ bao nhiêu người ta tập trung về. Quý vị coi một tuần nhân đức chia sẻ Phật pháp, không biết bao nhiêu buổi mà nói đi đâu nữa bây giờ. Nói một cái buổi chia sẻ Phật pháp của nhân đức, đại chúng chùa không cả ngàn người về nước đi tìm đâu. Còn ngày Chủ nhật thì mấy ngàn người, lễ lọc thì mấy chục ngàn người, bị coi những đức đi tìm đâu. Nhiêu thôi là những đức mãn nguyện rồi, tôi có cầu cao xa nữa. Nhiêu thôi. Nên từ nơi đó quý vị à, trong cái cuộc đời này á, giúp cho người ta có niềm vui, có nụ cười là hạnh phúc lắm rồi đó. Nên Đức Phật A Di Đà ngài còn một danh hiệu là một vị Phật hoan hỷ. Mình là người niệm Phật, người tu tịnh độ mà không hoan hỷ thì không đúng với bổn nguyện Di Đà. Còn quý vị tu các pháp nào kể quý vị? Quý vị im ngầm ngầu. Rồi quý vị an định tâm, quý vị cứ làm gì đi. Quý vị thấy cái buổi giảng nhân đức mà ngày Chủ nhật, quý vị coi Phan Hâm Dọ mà hoan hỷ cỡ nào chưa. Nếu cái người mà vui ở trong cái pháp hội đó đúng là hạnh phúc. Nên nhân đức nói bây giờ ngày thứ bảy Chủ nhật càng ngày càng đông. Vì sao? Vì người ta vui quá quý vị. Người ta đến chùa mình giết, người ta về nhà người ta làm ăn cũng tốt, phát đạt. Tại vì người ta an lạc, người ta vui, chứ không phải chùa mình cho cái gì người ta, mà người ta hưởng được cái niềm vui nội tâm. Nụ cười có thể xóa tan đau khổ, nụ cười có thể vượt qua khổ đau. Tại sao không cười? Người xưa nói một nụ cười 10 thang thuốc bổ. Tại sao không cười? Có người làm cho mình cười, kể chuyện cho mình cười, kể chuyện cho mình vui. Buổi sáng nhà đức ăn cơm, rồi mới sáng hôm nay nhà đức ăn cơm xong là nhà đức chọc cho đại chúng cười một chập. Nếu vị làm được gì thì gia đình nó bị hạnh phúc biết nhiêu nó. Còn nếu như vị thích học Phật mà gương mặt lúc nào cũng, rồi mấy vị làm vậy đi, thích gì thì mình cứ làm vậy thôi. Mọi người có ý thích quý vị, cái này không tổn hại ai chứ. Bao nhiêu con người thích mà. Nên tội nghiệp, tội nghiệp và đáng trách cho những người tâm trí nhỏ bé, và cuối cùng bản thân mình mang một tâm trạng cô lập, mang một tâm trạng luôn luôn đi đối lập với người khác, đáng thương và cũng đáng trách. Khỏi câu đáng ghét, đáng trách. Trách quý vị tại sao dạy như vậy, đúng không? Nó nên có nụ cười là thấy mừng rồi. Gặp nhau mà anh ba khỏe không anh ba, thấy người ta khen mình. Ví dụ đi đến nhà đi mà vợ hai vợ ba gì gặp bà con dòng họ đến, bác ba thè, ô nay bác đến nhà con nghe, bác ở lại nghe, bác nay con nấu cơm đãi bác ăn cơm xong bác mới về bác ơi. Lâu lâu bác đến nhà lần để chúng con lo bữa cơm cho bác, chứ bác đi về liền chúng con buồn lắm bác ơi. Nói mà vậy thôi là người ta chưa ăn cơm thôi mà cũng đã no bụng. Người ta đơn giản vậy thôi. Sống đơn giản, sống gần gũi người Việt Nam chúng ta mà. Đơn giản, bình dị, gần gũi. Giống như Bác Hồ đi đâu cũng được người ta thương là gì sao? Đơn giản, bình dị, gần gũi. Mình là cháu ngoan của bác thì phải sống vậy đấy vị. Lối sống đó là lối sống đặc biệt. Một đời của người đi qua mấy mươi năm ngắn ngủi, cuối cùng ai cũng chết đi. Chúng ta sống những ngày tháng cho nó tự tại an lạc, đây là hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta. Nên người học Phật á, từ người trong chùa tới hàng Phật tử cũng vậy. Đến chùa mình á, là hạnh phúc lớn nhất là quý vị có nụ cười. Phan nói tới chuyện cúng dường tiền bạc trong đó, mà quý vị có nụ cười có niềm vui, đó là điều cúng dường thù thắng nhất cho Tam Bảo. Ai có khăn khó chịu gì gì chùa mình cũng có nụ cười có niềm vui, đó là đại cúng dường. Chúng ta gặp nhau dù miếng ăn thì sao, nhưng mà chúng ta có thể chào nhau, quý trọng nhau, trao cho nhau nụ cười có niềm vui để xóa tan sự đau khổ nặng nề của một tuần lễ ở ngoài đời bận tâm lo âu nhiều chuyện. Vô tới chùa mình là gác bỏ hết đi những việc nặng nề trong tâm, vậy là quá hạnh phúc rồi. Những ngày Chủ nhật chia sẻ Phật pháp mới đây, coi lại vì đúng là hưng khởi tâm, đúng là cái tấm lòng mình dành cho người ta bao nhiêu phần trăm thì người ta dành cho mình bao nhiêu phần trăm. Phải tin sâu nhân quả đó quý vị. Nên một câu Phật hiệu này hay lắm, quý vị phải chăng thật cố gắng niệm Phật. Nhớ, học Phật đừng có cái gì cũng tội.
cái người học Phật mà cái gì cũng tội cho người này bị chấp pháp nặng quá, họ không biết căn tính chúng sanh là sao chứ. Một chút lợi ích cho người ta mà còn chưa cho được, chưa dạy được mà cứ đòi hỏi để làm Phật Bồ Tát thì thua. Thà cho người ta một chút phước duyên, người ta làm người tốt đẹp còn hơn là bị không được một cái gì. Có những con người chúng ta cũng tham, muốn làm sao cho người ta làm Phật đâu có dễ. Người đến lúc làm Phật thì duyên phước người ta đầy đủ, còn người ta chưa đủ duyên phước đó thì thôi, chúng ta dạy người ta cái pháp làm sao cho người ta an lạc tự tại trước đi, tùy vào căn cơ để hóa độ chứ. Được lợi ích một chút cũng là thấy mừng, vì cuộc đời mình đã làm những việc lợi ích cho người ta, cao xa hàng chi cho nó mệt tim. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Con người mỗi ngày nặng nề, cuối cùng một ngày nào chúng ta không còn được gì cả thì mất công người ta chỉ tay năm ngón mình. Còn trong cuộc đời những đức bây giờ sống những ngày tháng gì, đến với Phật tử bằng cả tấm lòng. Một ngày nào những đức không còn cái gì nữa chứ, thì người ta sẽ nói ông đó có lúc đương thờ, ông quá nhiệt tình vì người ta, đúng là một thờ ông ý nghĩa. Còn hơn là quý vị sống những một thờ vô nghĩa, cứ chi cầu những cái cao xa mà không làm được gì, uổng cuộc đời nghe đạo của chúng ta. Những đức chỉ nghĩ đơn giản vậy đó, đem những điều đơn giản để chúng ta phiên nhau. Đem những điều đơn giản này phiên nhau. Có những người gặp những đức nói rằng thầy làm nhiều việc con rất là nể nang thầy, nhưng nếu gặp những người chấm thọt mà thầy tội nghiệp họ thì càng đặc biệt hơn. Những đức nói những đức tội nghiệp họ nhiều cách, có những người thì tội nghiệp họ để độ họ, có những người chửi họ để độ họ, có những người la họ để độ họ, có những người phải tính toán với họ để độ họ. Cái độ sanh nó có rất nhiều cách chứ không phải chỉ có một cách, đúng không? Miễn làm sao tâm mình đừng có ác với họ thôi, tâm mình đừng có tâm hại họ thôi, tâm mình đừng có tâm hận thù họ thôi, bỏ tâm đó đi, thì những cách khác thì sao cũng được, miễn giúp họ được là được, mình an lạc là được, không sao. Thì nghe thông tâm chưa? Đó, này là cái rất là quan trọng. Đó. Có những người nói rằng thầy thì hiện tại rất nổi tiếng, dù ở một nơi giảng pháp nhưng người ta nghe rất đông, rất nhiều người ủng hộ thầy, thầy rất nổi tiếng, nhưng thầy cũng là người rất là khoe khoang về tiếng tâm. Việc này vì nên suy nghĩ lại cách nói đó. Tại những đức thật sự những cái cảm giác đó những đức không có nhiều, có nhưng không nhiều đâu, ít lắm. Vì mỗi ngày những đức chơi với bà cụ, sống đơn giản bình dị, sống với nhiều hạng người. Nếu những đức cao xa, những đức sẽ không sống với nhiều hạng người đâu, nhớ kỹ điều đó. Nên từ nơi đó mà nhận thức thì chúng ta có lý giải và chia sẻ với nhau. Mọi người tự nhận thức thôi quý vị. Nếu như mình nghĩ vui, nghĩ thiện thì cái gì cũng tốt, còn nghĩ bực bội thì cái gì cũng thấy không tốt. Nên từ nơi đó mà chúng ta phải nghĩ tốt, nghĩ thiện, nghĩ vui. Muốn được như vậy thì nghĩ A Di Đà Phật. Nghĩ A Di Đà Phật là vui nhất đó quý vị. Nghĩ thế giới cực lạc là vui nhất, vì tương lai mình ở thế giới cực lạc, không phải ở đây. Mình nghĩ mình là tương lai ở thế giới cực lạc, không phải ở đây, thì tức khắc chúng ta không hận thù ai ở cõi này hết, thì quý vị rất an vui tự tại. Nhớ kỹ, những điều chia sẻ của những đức nó mở rộng lắm. Học Phật được một chút, lợi ích một chút, tốt. Đừng có cái gì cũng tội. Tốt hơn quý vị nói tốt, vẫn là ngon hơn, tội. Cái gì cũng tội, người ta thấy cái gì cũng tội. Tốt, người ta còn có thể làm được điều tốt. Nhớ kỹ, cố gắng niệm Phật quý vị, gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố. Cả đời chúng ta niệm Phật, khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.